Nữ chính của tập 6 Người ấy là ai? Không ai khác chính là Karen Nguyễn, cô gái thủ vai tình địch của Hoa hậu Hương Giang trong loạt MV gây sốt. Khán giả đã vô cùng trông ngóng cũng như thắc mắc về đời sống tình cảm của nữ diễn viên và mới đây, câu chuyện của Karen đã được hé lộ. Karen đã chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình và sự nghiệp có nhiều biến chuyển tích cực khi được quan tâm nhiều hơn, kèm theo đó là những cơ hội tốt để làm việc. Tuy nhiên, trước tiếng gọi của tình yêu, Karen đã chọn con tim và quyết định đến sống ở Canada cùng bạn trai ngoại quốc. Chưa được bao lâu, khi về Việt Nam nhân dịp Tết, Karen nhận được cuộc điện thoại chia tay từ người yêu với lý do anh chàng muốn tập trung cho sự nghiệp. Trấn Thành đã nhận xét Karen là người sẽ rất khổ vì tình yêu, cô mang đôi mắt buồn và luôn là người gặm nhấm nỗi đau khi chỉ có một mình. Trước một người đàn ông bắt Karen lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, Hương Giang cho rằng chính nữ diễn viên là người không yêu bản thân mình trước. Đàn ông có nhiều thời gian hơn phụ nữ có một điều mất rồi không lấy lại được, đó là thanh xuân. Nam MC Trấn Thành mong muốn nữ chính hãy tỏa sáng hết mức và đừng ngược đãi bản thân mình. Vậy là trong đoạn trailer Nhé Hàng, Hương Giang đã dành nhiều lời chia sẻ chân thành đến đàn em của mình. Mong rằng cô sẽ cùng hot Trấn Thành và dàn khách mời Hiền Hồ, Anh Tú, Hoa hậu Hờ Hen Niê sẽ giúp xoa dịu được trái tim tổn thương của Karen, giúp cô tìm lấy được một chàng trai xứng đáng, có cơ hội mới cho chuyện tình của mình. Hãy đón xem vào lúc 21 giờ tối nay để biết được kết quả nhé!